morning, everyone. This is Lan Phuong for today's Sunday, May 26th Vietnamese American television program. Our VATV program is split into three parts. The Voter's Voice with Jackie Baum will start off our program. Afterwards, we will present a VATV documentary with Minh Thuy. And to end our segment is our program Chào Washington, D.C. with Thanh Trúc and special guest Paul Clausen, the president of Hope for Children in Vietnam. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Nghị sĩ Justin Amash là người đầu tiên thuộc Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Hoa Kỳ kêu gọi luận tội impeach Tổng thống Trump. Sau khi đọc xong bản báo cáo 400 trang của công tố viên Mueller do trưởng lý William Barr gửi sang Quốc hội, nghị sĩ Amash tuyên bố bản báo cáo cho thấy là Tổng thống Trump có mầm mống cản trở, obstruct luật pháp trong nhiều trường hợp. Tổng thống phản biện mạnh trên Twitter, nói là nghị sĩ Amash muốn gây sự chú ý và là một kẻ thua cuộc làm lợi cho đối thủ. Ngoài ra, dân biểu Ted Lieu cùng nhiều dân biểu cứng rắn của đảng Dân Chủ có gặp bà Nancy Pelosi và quyết liệt thúc đẩy bà bắt đầu thủ tục luận tội Tổng thống. Đặc biệt sau khi Bộ trưởng Tư pháp Barr và ông McGahn, cựu cố vấn pháp lý Tòa Bạch Ốc, được Tổng thống ra lệnh không cho hai ông ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện sau khi họ nhận được trác hầu tòa. Hạ viện cho là hai ông khinh miệt ngành lập pháp, held in contempt. Cử tri có thấy là những sự bất tuân lệnh của Quốc hội và nay của tòa án là những thủ đoạn và sách lược tactics mà Tòa Bạch Ốc thường dùng từ 2 năm Tổng thống Trump cầm quyền để làm chậm trễ, cản trở, trưng bày bằng chứng. 1. Về lợi tức thuế vụ cá nhân của Tổng thống. 2. Về vụ trả tiền hối lộ cho hai cô bồ Tổng thống. 3. Về việc có thông đồng trong cuộc gặp gỡ giữa đặc vụ Nga và thành viên cao cấp trong ban vận động của Tổng thống vào năm 2016 hay không. Tuy bị nhiều sức ép của phía Dân Chủ, bà Pelosi còn đắn đo kỹ lưỡng phần lợi hại về việc luận tội Tổng thống vì mất thì giờ, mất tiền và có thể mất phiếu, vì dân chúng thấy Tổng thống trở thành nạn nhân bị phe Dân Chủ áp đảo tinh thần. Bà không muốn đảng Dân Chủ gây chia rẽ đất nước và mất thế đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử năm 2020. Cùng lúc, trong ngày 19 tháng 5, Tổng thống phải đối đầu với Iran vì họ muốn gây chiến sau khi chuyển lửa đạn đạo lên các tàu chiến tại Vịnh Ba Tư. Tòa Bạch Ốc cũng cáo buộc Iran hỗ trợ tổ chức khủng bố Al-Qaeda và tấn công 4 tàu hàng ngoài khơi các tiểu bang Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE trong tháng 4 vừa qua. Vì thế, Hoa Kỳ đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, quân tạc cơ B-52 và hệ thống Patriot đến Trung Đông vào đầu tháng 5. Tổng thống dọa có thể ra lệnh đánh phủ đầu Iran mà không cần thông qua Quốc hội, dựa vào đạo luật cho phép sử dụng sức mạnh quân sự AUMF có hiệu lực sau vụ khủng bố 911-2001. Một số nghị sĩ và quan chức chính phủ nói họ sẵn sàng áp dụng AUMF. Tuy vậy, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khẳng định Tổng thống Trump không đủ thẩm quyền phát động đơn phương chiến tranh với Iran và tuyên chiến là trách nhiệm của Quốc hội. Bà nhấn mạnh. Jackie Bông xin kính chào quý vị.